Bây giờ mình sẽ ăn một miếng luôn. Hôm nay mình sẽ nấu lẩu hạt cảo mandu chôn gồi. Món này thì rất là ngon, dành cho những người sẵn ăn từ thời Joseon đến bây giờ luôn á. Nhìn là muốn ăn, ăn thì muốn ăn nữa, ăn thì no, về nấu luôn. Bây giờ làm sốt. Một muỗng bột ớt, một muỗng tỏi bầm, hai muỗng nước tương, một xíu tiêu và mặt xuất đẹp soi chú bá xin xuất lú hết xem đi. Một muỗng. Ok, bây giờ sau đó mình sẽ trộn lên. Giờ làm chắc lên hạt cảo là xong rồi. Mình sẽ chắc lên nước tương và nước chấm để tí nữa khi mà mình sôi thì không có bị bỏ và không có bị bể. Ok, xong hết rồi, giờ nấu thôi. Hey, mình sẽ xào nha. Đầu tiên là mình sẽ bỏ vô dầu mè, không phải là dầu ăn, cho nó thơm. Đó, thơm dữ lắm rồi đấy. Sau đó mình sẽ bỏ kim chi. Trời ơi, xuất sắc quá. Wow, thơm quá các bạn ơi. Wow, sau đó mình sẽ bỏ ớt. Đó, cái này xào tới 2 đến 3 phút nha. Sau đó mình sẽ bỏ vào nước gà hầm sườn. Nước xương gà hầm sườn gì? Nước xương gà hầm. Nước hầm xương gà. Đợi sôi thôi. Sau đó mình sẽ bỏ vào cái sốt mà vừa mới làm nè. Tan chả nè, đó. Một muỗng nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ vào bí ngồi đây. Bây giờ mình sẽ bỏ nấm vô nha. Sau đó mình sẽ bỏ hành tây. Anh ơi, tại sao hai cái này không bỏ? Phút cuối. Và trước khi sôi nữa thì mình phải nêm lại. Mình đang ở giữa vừa và ở giữa mặn. Thôi, mình bỏ một muỗng nước tương cho nó. Ok, rồi mình 5 phút nữa mình sẽ bỏ hạt cảo và nguyên liệu lại. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây nha. Hồi lâu quá. Bây giờ mình sẽ bỏ, đáng lẽ là mình phải bỏ hành ba rô nhưng mà chợ đóng cửa rồi. Ớt luôn. Và bây giờ mình đợi 5 phút xong mình ăn được rồi. Xong rồi các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không, cái hạt cảo này may là mình chết lên nước chấm và nước tương, thế nên là nó vẫn còn sông sốt như thế này. Chứ thường thường các bạn không muốn check vô là các bạn không thể nào mà xem được cái miếng này đâu. Ồ, nhiều miếng hạt cảo quá. Giờ cái này là lẩu hạt cảo kim chi đi. Ăn với cơm. Hoặc là không muốn cơm muốn được kiểu đồ nhậu nè. Hoặc là bỏ miếng vô đây ăn cũng khá là hợp. Chào mừng các xem đấy. Wow, đầu tiên là mình phải ăn miếng hạt cảo mới được. Trước khi ăn rất là nóng nha, rất là nóng. Rất nhiều người bị phỏng, thấy tội không? Cắn một miếng cái là oh my god. Các bạn thấy, các bạn thấy cái miếng con trâu không? Ngày xưa lúc mà tôi học top 1 có một cái chuyện như thế này. Bên Hàn Quốc lúc mà ăn cơm buổi trưa thì rất là đa dạng, rất là nhiều, rất là ngon. Thì có một cái trường hợp rất là nghèo, họ không có tiền để mua hạt cảo, xong họ biết làm gì không? Tự chế hạt cảo luôn. Mà trong đó có miếng rắc với lại miếng mà cái gì không biết lấy từ đâu. Xong người ta làm hạt cảo xong cho tụi nó ăn, xong rồi cả học sinh đều bị đau bụng. Xong trường đó phải đóng cửa vì là làm hạt cảo sai. Và chuyện này là 14 năm trước nha. Thì các bạn tốt nhất là tự làm cũng ok, nhưng mà tốt nhất là mua ở chợ hay là ở đóng cửa. Mua ở siêu thị. Mặc dù giá hơi mắc.
Mà tôi thích một cái này so với hoành thánh Việt Nam là hoành thánh Việt Nam là cũng bự nhưng mà không bự bằng cái này. Đối với chị thì không biết ăn bao nhiêu cục thì mới no, nhưng mà thường thường người Việt thì ăn 2 đến 3 miếng là no rồi. Đoạn món này rất là bổ dưỡng nha. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng luôn. Rất là nóng nha, rất là nóng, rất nhiều người bị phỏng. Sống ngô một lần không sao, nhưng mà sống ngô lần thứ hai thì không chấp nhận. À, mua hả? Anh ơi, xếp hàng anh ơi, xếp hàng anh ơi, xếp hàng. Anh vừa quay vừa ăn được không? Anh không ăn đúng không? Tại vì anh không bao giờ ăn thịt đúng không? Ăn thịt người không à? Đúng. Cứ làm nhạt nhạt, cái ai cũng kêu là nhạt. Tất cả mọi người đều mà ăn món của mình đều nói là nhạt hết. Cái đó rất tốt cho sức khỏe. Tôi chuyển đổi nhanh. Anh hút canh cho nó đã. Được anh, canh ok. Ngon gì. Muốn này đâu.